Để tạo nên dáng vẻ riêng cho từng loại lan quý như địa lan, hồ điệp, lan hài, những nghệ nhân đã dành nhiều tâm huyết, sự tỉ mỉ khéo léo và dày công chăm sóc, tạo thành những chậu lan sinh động, hấp dẫn hơn, đáp ứng thị hiếu của người chơi. Có kinh nghiệm trong nghề chăm sóc và tạo dáng cho hoa lan, anh Nguyễn Hữu Quốc đã tạo ra hàng trăm tác phẩm đẹp để cung ứng cho thị trường. Với tình yêu và ước muốn phát triển nghề chăm sóc tạo thế cho lan, anh Quốc cũng nhận nhiều học viên hướng dẫn họ nghệ thuật tạo dáng cho cây trở nên đẹp hơn, sinh động hơn. Vậy nên những ngày cận Tết này, cơ sở kinh doanh hoa lan của anh Quốc cũng bận rộn hơn rất nhiều. Để mình chuẩn bị những cái tác phẩm như thế này, mình có thể là chuẩn bị từ đầu năm hoặc là vài tháng trước. Thứ nhất là dạy các anh em để làm được những cái tác phẩm uốn làm sao cho nó đẹp. Thứ hai là lựa chọn được cái chậu làm sao cho nó giá thành nó phù vừa phải so với điều kiện kinh tế của mấy năm nay. Thứ ba là lựa chọn những bông hoa làm sao cho đẹp nhất. Để tạo ra một chậu lan hoàn chỉnh thì mình cần chuẩn bị chậu và khâu vỏ xốp cho đế nó thật chắc, rồi bắt đầu đến công đoạn chọn hoa và lên khuôn hoa. Chọn để có một chậu lan đẹp thì ta phải chọn mặt hoa sao cho đúng với lại hình dáng mà cái chậu mình muốn lên. Và đến khâu chuẩn bị vào uốn hoa thì ta cần dùng ti để uốn hình hoa sao cho cây hoa đi theo đúng hướng của mình muốn. Mỗi loại hoa lan sẽ có cách chăm sóc và tạo thế khác nhau. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật chăm sóc, vì nó quyết định đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Bên cạnh đó, người chăm sóc cây cần có gu thẩm mỹ tốt, khéo léo trong việc lựa chọn bố cục, cũng như khả năng phối màu và kiến thức về tiểu cảnh để cho ra những tác phẩm vừa bắt mắt vừa có ý nghĩa. Về kỹ thuật chăm sóc thì mình đánh giá đây cũng là một cái gọi là nghệ thuật. Cũng phải có đam mê thì mới tạo dựng lên được những cái tác phẩm hoa đẹp như thế này. Với giá thành từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng một chậu, hiện nghề chăm sóc tạo dáng hoa lan đang trở thành xu hướng mới trong phát triển nông nghiệp đô thị tại thành phố Lào Cai, góp phần tô đẹp thêm cho những loại hoa khi Tết đến xuân về.